Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Hiện tại những sản phẩm tầm trung bây giờ đâu đó tầm khoảng 5 triệu cho đến 7 triệu thì nó quá tốt rồi. Thế nên lựa chọn ra cho mình một cái sản phẩm nào thì mình nghĩ cũng thuộc dạng là đau đầu. Cũng như là cái việc mà những cái sản phẩm ra mắt hồi đầu năm á, nó vẫn còn thực sự rất là tốt cho đến thời điểm hiện tại và thậm chí giá nó còn tốt hơn. Vậy nên một cái thách thức của những nhà sản xuất đấy là làm sao để có những thế hệ kế tiếp nó phải cải tiến được nhiều hơn so với những thế hệ cũ mà nó vẫn phải mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt. Đó thì đây chính là một trong những cái rất là đau đầu của nhà Samsung. Thì gần đây Samsung mới ra mắt cho mình con Galaxy A50s. Thì đây là một cái phiên bản nâng cấp của con Galaxy A50 ra mắt hồi đầu năm đã cực kỳ thành công. Thành công một cách kinh khủng luôn, tại vì A50 quá trời những thứ ấn tượng. Và lần này với A50s nó còn cải tiến được nhiều thứ hơn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn thử phân tích một chút để xem liệu Galaxy A50s có thể cạnh tranh được với những đối thủ của nó trên thị trường hay là không. Cũng như là với cái tầm giá của nó thị trường Việt Nam vào khoảng tầm hơn 7 triệu thì nó sẽ có những cái gì. Đó, bắt đầu nhá. Tại thời điểm này, các bạn đã có thể đặt trước cho mình con Galaxy A50s này tại rất nhiều đại lý trên cả nước, Xiaomi.net, Thế Giới Di Động, FPT Shop, đặt tại Brand Shop của Samsung rất nhiều nơi. Và các bạn cũng có thể nhận được những cái phần quà kèm theo. Ví dụ như con Galaxy Fit Air, cái vòng đeo tay theo dõi sức khỏe giá 990.000 của Samsung ấy. Rồi những cái món phụ kiện nhỏ nhỏ khác nữa. Nói chung là cũng sẽ có quà tặng. Và nếu như có một vài đại lý chiết khấu đi tất cả thì mình nghe đâu mức giá cuối cùng các bạn phải bỏ ra sẽ chỉ đâu đó loanh quanh tổng khoảng 6 triệu mà thôi. Thì nó cũng tương tự như con Galaxy A50 hồi đầu năm. Thế thì nó có cái gì? Cái đầu tiên chính là cái họa tiết phía mặt lưng, nó đã làm kiểu diamond cắt kim cương nhìn nó ấn tượng hơn so sánh với cái màu sắc trơn trơn trên Galaxy A50 hồi đầu năm. Và đây là một cái điểm cộng, nhìn mặt lưng kiểu sáng tạo như thế nó cũng là một cái cảm hứng lớn hơn dành cho người sử dụng. Chúng ta vẫn sẽ có cái bộ 3 camera phía mặt lưng đằng sau, và cái bộ 3 camera này khá là ấn tượng với cái camera chính có độ phân giải lên tới là 48 chấm, rồi một cái camera góc rộng và một camera xóa phông giúp các bạn xóa phông đỉnh hơn. Thì thực sự 3 camera nó là một cái thông số rất là quen thuộc ở cái tầm giá này rồi. Galaxy A50 cũng 3 cam, và Galaxy A50s cũng là 3 cam. A50 khiến cho người dùng khá là hài lòng về cái chất lượng ảnh chụp hàng ngày, thì A50s mình tin sẽ có những trải nghiệm tốt hơn nhiều nữa. Quan trọng hơn cả, camera selfie đã được nâng độ phân giải lên 32 megapixel. Đấy, thế nên là chi tiết sẽ cực kỳ tốt và cái khả năng chụp hình selfie làm mịn da của Samsung thì ngày càng trở nên tốt hơn. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm mà mình nghĩ là các bạn trẻ sẽ rất thích trên chiếc điện thoại này. Tiếp theo thì Galaxy A50 sẽ vẫn sở hữu cho mình cái màn hình Super AMOLED kích thước lớn và độ phân giải là Full HD cộng. Quan trọng hơn cả là nó vẫn có vân tay nhúng ở bên trong màn hình. Và một vài những thông tin mình nhận được thì con Galaxy A50s này sẽ có vân tay cực kỳ nhạy, nhạy hơn hoàn toàn so với thế hệ cũ là Galaxy A50. Thì đây cũng là một cái điểm cộng. Galaxy A50 thì mình nghe cũng có rất nhiều anh em chia sẻ nhận một cái bản cập nhật ạ, thì cũng đã có một cái tốc độ nhận diện vân tay tốt hơn. Thì A50s thậm chí nó còn tốt hơn nhiều nữa. Vậy nên có thể nói là cái trải nghiệm của nó sẽ có thể tiệm cận được với những dòng cao cấp hơn. Nó vẫn là cái dạng vân tay quang học mà thôi. Độ bảo mật sẽ không thể nào tốt được giống như là siêu âm như trên con Galaxy Note 10 cộng của mình đang dùng. Nhưng nó là một chiếc điện thoại tầm trung nên mình đánh giá đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn của nó rồi. Trải nghiệm vân tay nhúng bên trong màn hình lúc nào cũng vẫn sướng hơn so với vân tay ở bên ngoài hay là vân tay cạnh không. Và đây chính là cái điều chắc chắn rõ ràng luôn mình mang đến cho các bạn. Một vài những cái thứ khác, ví dụ như là hiệu năng thì nó vẫn được trang bị con chip Exynos 9610, có một hiệu năng rất là ok. Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có phiên bản 4GB hoặc là 6GB tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn. Mình thì chưa rõ mức giá cụ thể như thế nào, nhưng mà khi nào bán ra chính thức thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn sau. Nhưng với con chip Exynos 9610 thì A50 đã thể hiện rất tốt cho một vài những bài gaming trước đây mình đã từng làm. Thế nên A50s mình cũng có một niềm tin là nó sẽ mang lại trải nghiệm cực kỳ ngon ở cái vấn đề này. Ngoài ra thì cái pin của máy cũng sẽ có dung lượng lên tới là 4000 mAh và cũng sẽ có USB-C, cũng sẽ có sạc nhanh dành cho các bạn. Thế nên là anh em cũng không phải quá đắn đo về cái vấn đề đấy là pin có lâu hay không, pin có trâu hay không, rồi là trong quá trình sử dụng thì như thế nào các thứ. Mọi thứ đều ok hết. Nó cũng đồng bộ những cái món phụ kiện xịn gió hơn bây giờ với USB Type-C, hay là nó vẫn giữ lại cái giác cảm tai nghe 3.5mm dành cho các bạn. Thế nên tổng kết lại với con Galaxy A50s này thì các bạn cũng có thể thấy là cái sự nâng cấp của A50s so với A50 chính đến từ cái camera, chính đến từ cái camera selfie, chính đến từ cái thiết kế, hay là đến từ những cái trải nghiệm nhỏ nhỏ phía bên trong như là vân tay nhúng bên trong màn hình nhạy hơn, hay là cái sự tối ưu đến từ hệ điều hành phía bên trong cũng sẽ là tốt hơn, hay là chúng ta cũng có thể có thêm một vài những cái tính năng mới mà Galaxy A50 không có. Thì khi nào có máy chính thức mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Nhưng với những sự nâng cấp nhỏ nhỏ như thế mà mức giá của Galaxy A50s chỉ chênh lệch một chút so với A50 thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể phân vân đến chiếc điện thoại này.
Đấy. Còn so sánh với một vài đối thủ của nó trên thị trường thì Samsung vẫn luôn luôn ghi điểm cái thương hiệu của nó ở cái màn hình rất đẹp của nó, ở cái camera cũng da gì này nọ của nó, hay bởi những cái spec của nó cũng rất ấn tượng. Ví dụ như màn hình Full HD, Super AMOLED, RAM 4GB, chip Exynos rất mạnh, hay là pin lớn, sạc nhanh. Ok, Samsung bây giờ đã khác hoàn toàn so với Samsung của một năm trước đây, nên các bạn có thể yên tâm ở cái vấn đề này. Nói chung là đó là những chia sẻ của mình và những nhận định của mình sơ qua về con Galaxy A50s. Chắc chắn thì nó sẽ còn làm mưa làm gió rất nhiều thị trường Việt Nam. Quan trọng là cái mức giá cuối cùng tại những đại lý sẽ là bao nhiêu của tôi, và quan trọng là Samsung có những chương trình gì hỗ trợ thêm cho người dùng hay không của tôi. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về Samsung Galaxy A50s? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. Thank you.